Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh vừa điều trị thành công cho một nam bệnh nhân mắc chứng cô đặc máu. Đây là một căn bệnh hiếm gặp lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Bệnh nhân được cứu sống là nam giới 20 tuổi ở Bình Dương. Bệnh nhân này nhập viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch. Các xét nghiệm cho thấy tình trạng cô đặc máu của bệnh nhân chưa giảm với dung tích hồng cầu là 70%. Bạch cầu tăng gấp 10 lần chỉ số bình thường. Ngoài ra, người bệnh còn có tình trạng chèn ép khoang hai cẳng chân, hoại tử cơ và suy thận. Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và xác định bệnh nhân sốc do hội chứng thoát dịch mao mạch hệ thống vô căn. Đây là một tình trạng bệnh nặng, diễn tiến nhanh chỉ sau chưa đầy một ngày. Tình trạng sốc và cô đặc máu rất nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Bệnh nhân được chuyển đến khoa huyết học và sau đó đến khoa săn sóc đặc biệt để cấp cứu khẩn cấp. Hiện tại, nam bệnh nhân trên đã được điều trị ổn định và sức khỏe dần hồi phục.